Ok, hello gì chào bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm máy bắn tơ nhện nhá. Thì đã rất lâu rồi, có một bạn bảo là hướng dẫn làm đi, thì bây giờ tôi sẽ làm nhé. Thì đây là những đồ các bạn cần chuẩn bị này. Các bạn cứ nhìn vào nhá, phong quay vào, quay zoom gần lại. Đấy, có các kiểu này, một cái hình ngôi nhà này, mấy cái tấm này cho nó so. Và một cọng chỉ bạn cần khoảng tầm 1 mét thôi nhá. Dài quá nó sẽ rất là nặng. Ok, còn đây là cái phần để làm cái mà kéo tơ nhện ra để bắn nhá. Đây bây giờ tôi sẽ làm cho bạn xem. Bạn cắt lấy chai nhựa ấy, cắt làm hai cái thanh thẳng thẳng như này. Sao cho bằng với cả cái để bắn. À cái cái để bắn ấy thì bạn cắt tròn vào nhá. Cắt một thanh dài xong rồi để tròn. Xong quay như thế chưa? Thanh dài xong rồi để tròn nhá. Cô quên lấy thêm cái ống keo. Bị tuột ra mất rồi. 1 phút rồi đấy. Còn cái phần tay cầm này thì các bạn có thể nhìn vào đây các bạn làm. Đấy, trong lúc tôi đang dán thì các bạn có thể nhìn vào đấy. Phong quay kỹ vào cho các bạn xem. Đấy, cái này là cái phần vòng tay nhá. Phần đeo tay ấy. Ok. Rồi đây, Phong quay cái này này. Đây, tôi đã làm xong cái phần để bắn rồi. Đấy, các bạn có thể bẻ cong nó cho nó dễ bắn. Rồi, cần thêm một cái này nữa này. Các bạn chỉ cần nhìn tôi làm thôi nhá. Ok. Gần 2 phút rồi. Gần 2 phút rồi. Phút rồi. Quen đang làm. Có cái chỗ nào mà cái chỗ mà anh làm hơi khó thì Phong zoom gần lại cho các bạn dễ nhìn. Đấy. Sẽ nhìn này, xong rồi nó bắn. Ok. Bây giờ sẽ xong cái phần này rồi, bây giờ sẽ làm cái ống bắn nhá. Ok. Đầu tiên sẽ cho chỉ vào đây này. Sau đó các bạn cho keo vào cũng được. Cho keo vào cho nó cố định nó lại. Hai phút rồi. Gần 3 phút luôn rồi. 2 phút bao nhiêu giây? 3 phút rồi. 2 phút rồi. Đĩa nó khô nhá. Trong lúc mà khô nên làm cái gì? Không, trong lúc mà khô không thể làm cái gì được. Chả làm cái gì. Thì tôi chỉ làm hướng dẫn cho bạn làm thôi nhá. Chứ tôi không bắn thử được đâu. Tại tôi không có thời gian. Thì mong các bạn thông cảm. Xong cái phần đạn. Rồi bây giờ sẽ làm cái phần cái phần nòng súng này. Đầu tiên bạn lấy cái lò xo, xong rồi bạn dán lên một cái tấm bìa gì đấy cho nó dễ này. Xong zoom gần lại được mà để cho nó khô nhá. Nhét vào đây này. Đấy. Bôi keo lên cho nó dễ dính. Cho nó dính chắc rồi. Đây không biết thôi. Nhìn như sắp hết kìa rồi đấy. Ở lâu. Đấy. Trong lúc đợi nó khô thì tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ dán cái này lại nhá. Các bạn không cần phải cắt mình cái này thẳng quá nhé. Các bạn cần khoảng tầm 5-6 cái như này. Để cho nó cao. Nếu như mà các bạn không hiểu thì các bạn có thể comment phía bên dưới để tôi đây làm cái này cho các bạn xem. Ok. Làm cái này các bạn phải kiên nhẫn nhé. Nhưng mà được kết quả rất là hay. Bắn cũng rất là sướng. Ok.
đâu nhỉ? Ở phần dưới này. Còn dưới cái để bắn ấy. Ok, đây. Không dùng vật lại chưa? Các bạn sẽ nhìn. Tiếp theo thì đây, cái phần này khô rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần tỉa mấy phần bìa thừa còn lại thôi, cho nó tròn một chút. Mấy phút xong, 5 phút chưa? 5 phút rồi. Mấy phút bao nhiêu giây rồi? 5 phút. Gần 6 phút. 4 mấy rồi. Đấy, các bạn tỉa cho nó đẹp đẹp tí nhá. Rồi sau đó các bạn dán lên phần hình tam giác. Phần hình tam giác này thì nó cũng giống như cái hình ngôi nhà nhá các bạn nhá. Đấy, nó chỉ giống. Các bạn cắt cái hình giống của ngôi nhà thôi. Sau các bạn đục một lỗ ở đây này. Đục một lỗ thì để ngăn cái tăm ấy. Đây, cái cây tăm chính là cái đâu nhỉ? Đây là cái tăm này các bạn lấy khoảng vài cái không? Xong rồi các bạn dán lại để ngăn như này này, ngăn không cho đạn nó ra ấy. Thì khi mà các bạn kéo xuống ấy thì nó sẽ bắn ra, hiểu không? Đấy, nó sẽ như này này, xong rồi khi mà kéo xuống nó sẽ bắn ra. Rồi. Tiếp tục. Thuật cái này ra. Rồi. Phải lắp lại. Thì bạn hãy dùng keo để gắn cái này lại cho nó chắc nhé. Thì tôi gắn này lại cho nó chắc. Ok, xong rồi các bạn cho đạn vào thoải mái bắn thôi. Xong rồi cái phần này các bạn nhét vào đây. Đây. Vào đây. Đấy, nó sẽ vừa như này này. Hiểu không? Rồi. Nếu các bạn khó hiểu thì bạn có thể xem lại video. Xem đi xem lại là sẽ hiểu hơn. Ok, là bao nhiêu phút được không? 7 phút mấy rồi? 7 phút 2 mấy rồi? Sau đó bạn dán như này. Thẳng nhá, bạn dán thẳng cái phong ấy gần lại này. Dán là làm sao cái lỗ nó phải thẳng với cả cái này này. Ok chưa? Rồi. Giờ ta sẽ lấy bút để ta kẻ. Ok. Dán rồi. Anh dùng bút in tuyến này vết ra để mà. Thôi, tốn. Đấy, không thẳng thì bạn chỉnh cho nó thẳng thôi. Ok, đấy, bạn thấy chưa? Nó qua lỗ rồi đúng không? Đấy, chỉ thế thôi. Đấy, quay lại đoạn xong đấy rồi. Đi. Em chưa quay được ấy. Đấy. Cho đạn vào bắn bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây này, tôi sẽ thử cho bạn xem này. Đấy, như này là xong rồi nhá bạn nhá. Rất là đẹp. Nếu như mà các bạn thấy không đẹp, bạn có thể chỉnh thêm. Đó, bị mắc ở chân. Lại lần nữa nhá. Bạn mắc không được, bạn rồi bác. Bạn rồi bác. Đấy, ok. Nếu như video này hay, các bạn hãy đăng ký kênh của tôi nhé. Bye bye. Cảm ơn bạn đã xem.